Anh à, chỗ này làm thủ tục cũng nhanh quá ha. Ừ, trạm khách T78 này á là anh đã có trong danh sách rồi, nên làm thủ tục rất là nhanh. Em có mệt không? Dạ có, nhưng mà mình đi lên nghỉ một lát rồi đi ăn anh ha. Ừ, nhất trí. Dạ. Em uống miếng nước nha. Dạ. Anh à, em không muốn xa anh nữa đâu. Ngày mai anh đi rồi, em không muốn để cho anh đi đâu hết. Vậy mà chúng ta đã yêu nhau gần 8 năm rồi em ha. Anh thấy như vậy là lâu hay là mau? Cũng mau, mà cũng lâu nữa. Hôm đám cưới anh Phi và Bảo Nhi, em thấy họ hạnh phúc quá. Mà sao không thấy anh nói gì tới chuyện của hai đứa mình hết, làm em buồn và giận hết muốn nói. Em quên là anh phải đấu tranh với má chứ bộ. Em cũng vậy mà, chứ đâu phải chỉ có một mình anh. Má anh, bà cũng vì thương con mà bà thay đổi cách nhìn. Em thì bướng, còn anh thì ngang. Ba má đều cũng phải thua mình hết. Không phải thua đâu em à. Vô đây ngồi đi, quán buổi trưa vắng lắm. Bà xã mình cứ rảnh một cái là xuống đây phụ cô Sương liền à. Bà chủ đâu rồi, có khách tới nè. À xin lỗi nha, mấy bữa rày á cháu nó có việc nên nó chỉ có bán hàng vào buổi tối với sáng sớm thôi. Hay là hai anh ngồi đây chơi nha, chờ tôi chút xíu. Cô không biết tụi con, nhưng mà tụi con biết cô đó. Ủa vậy hả? Dạ. Sao hôm nay lại qua đây giờ này? Thì cũng đôi lúc phá lễ chứ cô. Cô đi chơi với anh Quỳnh Lâm, ảnh là giám đốc công ty khai thác vật liệu xây dựng đó cô. Chào con. Hai giờ. Dạ chào cô. Con lần đầu ghé đến đây đó cô à. Vậy thì hai giám đốc cần gì cô sẽ phục vụ ngay cho. Cô cho tụi con mấy chai bia với một con khô mực được không? Ồ, quán ở đây không có bán đồ nhậu, không có bán bia. À hay là để cô qua bên kia nha, cô mua về cô đãi hai anh được không? Dạ. Vậy cô mua giúp giùm con mấy lon bia nha cô. Rồi, chờ một chút nha, có ngay liền. Dạ. Cô vừa tánh thiệt. Đã nói là anh ba không phải đích thân lên trở làm gì cho nó mệt. Mệt thì mệt thiệt, nhưng mà tận mắt nhìn thấy tai nghe còn gì sướng hơn nữa chú mày. Anh ba phải nghe em mới được. Nghe gì? Anh hãy về nghỉ ngơi đi. Không được, ba lắp. Ông nghĩ ra cái trò gì vậy? Tôi chỉ mệt có chút xíu rồi, nghỉ ngơi là khỏe thôi. Anh nghe em đi, đừng có ngại. Sức anh yếu lắm rồi, không đi nổi một mình nữa đâu. Cậu cứ về trước đi, tôi đi một mình được mà. Hả? Anh ba, anh ba. Sao không anh? Ông Vinh nè, đây là lần đầu cũng như lần cuối ông làm việc với tôi kiểu này đó nghe. Thiền chút tình cảm, miếng trầu gói thuốc thôi mà anh Năm. Tôi cũng đã đi qua nhiều nơi, đã làm nhiều chức vụ, nói ông bỏ qua cho. Ông làm việc kiểu này với Năm Nghĩa là không ổn đâu nghe. Tôi buồn mấy ông quá. Anh Năm hiểu cho. Anh cũng không muốn mà em cũng đâu có muốn đâu. Nói như mọi người, đây là chút dầu nhờn bôi trơn, bộ máy cơ chế thôi mà. Tôi nhắc lại ông một lần nữa, đây là lần đầu cũng như là lần cuối. Ông hãy đổi mới tư duy đi. Thiệt tình báo cáo anh Năm, mới hình đầu ai nghĩ sự thể vậy đâu. Ở công ty thương mại tổng hợp tụi tôi á, có tiếng to mà không có miếng gì hết trọi. Đảng viên có tinh thần đầy đủ đó, mà không ai có chuyên môn. Đụng tới việc gì cũng không rành, buôn bán phải tính toán. Đâu phải ai cũng tính toán được đâu.
mà giao cho quần chúng thì không thể giao hết công đoạn được. Bây giờ ông phải đổi mới tư duy đi. Tư duy mới là sao hả Năm? Là trước hết phải mạnh dạn dám xóa bỏ cái lối tư duy cũ. Việc gì cũng ỷ vào cấp trên. Khó một chút là kêu, là đề nghị hỗ trợ. Tóm lại á, mấy ông phải năng động lên. Nói thì dễ, nhưng mà động việc gì cũng phải cấp trên. Không có sự hỗ trợ cấp trên thì đó ai thành đạt được. Không thể ngồi tính lanh quanh vậy rồi sợ không dám làm gì hết. Cụ thể là chính mấy ông phải nghĩ cách tự cứu lấy mình. Trông chờ vô đâu cũng trật hết. Nói thiệt với anh Năm, con không kêu cha mẹ biết no đó làm sao cho bú. Bú mớm là hồi thời còn trứng nước á chứ. Chứ bây giờ lớn cái đầu rồi còn bú mớm gì nữa. Không thấy ngưỡng à? Thôi mà lần cuối đi anh Năm. Tỉnh mà ông ra tay cứu giúp á, là tụi tôi tuột dốc tuột thắng đó. Thàm ba cái anh lười thì hay kêu có. Dù sao anh Năm cũng quá biết. Tụi tôi là con đẻ của tỉnh. Con đẻ bị bỏ rơi. Quan trên trông xuống, người ta trông vào. Coi được không anh Năm? Khóa nào? Ai khóa mấy ông? Dạ dạ, anh Năm nói quá đúng. Tụi tôi thì xin anh Năm mở một vài cái khóa của cơ chế. Thường ba cái anh con đẻ là hay quấy rối cha mẹ nhất. Anh ơi, không quấy cha mẹ, bộ quấy hàng xóm hả? Thôi ông chờ ít bữa. Sau cuộc họp thường vụ tới, tôi sẽ xuống tận nơi coi cụ thể ra sao. Tiền của nhà nước, chứ đâu phải của tụi tôi đâu mà thò tay vô túi lấy ra cho mấy ông. Vấn đề nợ, mấy ông cứ ì ra. Nhưng tất nhiên, chúng tôi sẽ nói ngân hàng khoanh nợ cho mấy ông. Nhưng vấn đề không phải dễ dàng đâu. À, cảm ơn anh Năm. Anh là vị cứu tinh của chúng tôi. Ông về đi. Dạ. Ông Vinh. Dạ, anh Năm. Ông cầm cái này về. Và đây là lần cuối cùng. Nếu ông còn muốn làm việc với tôi. Tôi hiểu. Cảm ơn anh Năm. Tôi về. Em à, từ nay đừng chạy trốn anh nữa nghe. Tốt nhất là khi xây xong tháp truyền hình Rồi mình cưới luôn nghe em. Em, Anh em hiểu rồi. Anh về đi. Mai Hằng, em nói đi về. Em, anh đi về đi được không? Anh đi về đi, về đi. Má suy nghĩ gì vậy? Má đâu có nghĩ gì đâu. Má chỉ nghĩ là khi con qua bển học rồi, ai sẽ đàn cho má nghe đây. Không ngờ cũng có lúc má ích kỷ như vậy ha. Thôi được rồi, mai muốn học xong á, con sẽ về đàn cho một mình má nghe thôi. Má chịu không? Phải không đó cô? À, còn đàn cho bác ba nghe nữa. Mấy tuần nay rồi, đâu có thấy bác ba nói gì tới má con mình đâu. Má, ngày mai á, má đưa con lên trển thăm bác ba thương nha. Cũng được, nhưng con sẽ nói, con sẽ gửi má lại cho bác ba thương. Má thấy sao đó con ơi? Chắc tại vì bác bận việc quá thôi. Ngày mai á, mình cứ lên trển xem sao nha má. Thiệt là tội nghiệp cho bác. Con cũng thương bác nữa. Ở trển một mình, không có ai chăm sóc hết á. Trời ơi,
cái con nhỏ này. Sao con nhiều chuyện quá vậy? Không ở trển một mình chứ ở trển với ai? Con suy nghĩ hết rồi. Ngày mai á, con sẽ nói với bác Ba Thương là má phải lên trển lo cho bác. Nè, tôi không có mướn cô cầm đèn chạy trước ô tô, nghe không? Con tính hết rồi. Mai lên trển con sẽ nói với bác Ba về chuyện mấy người bên Mỹ muốn về. Hả? Con nghĩ cái gì vậy? Chuyện gì con không nói? Con nói làm gì chuyện đó vậy? Con đã viết thư qua bển rồi. Con nói rõ, đối với con, cội nguồn gốc rễ, con không có ý định bỏ. Còn việc họ muốn về Việt Nam sống, đó là chuyện của họ, con không có tham gia. Nhưng về chuyện tình cảm thì cần phải có thời gian, chứ không phải một lúc là có ngay được má à. Thì như vậy là được rồi. Con nói làm gì với bác Ba cho thêm rối việc. Bác Ba là người rất là cả nghĩ, nhiều việc lắm con à. Không sao đâu má, con lớn rồi, má cứ để đó con lo. Con của má không còn con nít nữa đâu. Mà bác Ba Thương là người xứng đáng được biết chuyện đó mà. Bảo mới cô Tư ơi, bảo mới nè. Bảo mới nè, coi không cô Tư? Anh Bảy, bộ anh được biểu dương trong một người tốt việc tốt hay sao mà anh phấn khởi như vậy? Còn hơn cả được biểu dương nha. Cô coi nè, tôi trẻ trình bày đẹp không? Đó, ai cũng bảo anh mà rời báo á, thì không có người trình bày thay. Bây giờ anh thấy chưa? Để tôi phone cho Trung Thái, để các anh em kịp thời ra báo. Không phải chờ cú phone của anh đâu, tôi biết người ta đã làm rồi. Thì mới phone vô, động viên anh em, cho anh em phấn khởi. Nhưng mà tôi cũng đáng biểu dương lắm mà ngang. Thì biểu dương, biểu dương. Thì tôi đã nói rồi, sau đợt ký kết hợp đồng với các đối tác lớn ở Tây Âu, sẽ thưởng cho anh Bảy một chuyến đi Pháp, để coi ở bển người ta làm ăn thế nào, rồi mình học lỏm đem về chứ. Tôi mà cũng học lỏm mà. Thì qua bển học đàng hoàng, lấy một khóa về công nghệ gốm sứ cao cấp vậy. Cái đó đó thì cô để cho sếp nhỏ đi. Cô thưởng cho tôi một chuyến ra Bắc là được rồi. Tới tận Bắc Tràng và Chú Đậu, để coi bí quyết của các cụ ngày xưa như thế nào. Chuyện nhỏ, nếu anh Bảy đi được á, tôi giơ cả hai tay ủng hộ luôn đó. Mình làm ăn lớn mà, phải đa dạng hóa sản phẩm. Tôi á, chỉ cho tôi xin nghiên cứu thực hành giống cổ thôi. Còn những chế tác mới á, nhường cho tôi trẻ đi cô Thư. Rồi rồi, mình sẽ lập ra một xưởng chế tác phục hồi mẫu mã cổ. Và nếu có thể đi sâu khai thác giống truyền thống. Dứt chỉ vậy đi. Anh chị, chào cả nhà. Di, Phi. Di, Phi. Hôm nay á, tôi đãi cả nhà món canh chua cá lóc nha. Vô đây nè. Cảm ơn nha. Thôi mình đi vô trọng dạ. Nha. Hôm nay chuẩn bị đồ cho mấy anh em nhậu nhậu cho tới luôn ha. Trời ơi trời, em hái gì mà rau quả nhiều dữ vậy hả? Hái mỗi thứ một ít, để sớm mai á, em với má đem ra chợ đầu mối để chào hàng chứ có ăn đâu anh hai. Em chào hàng hả? Tại sao không chào luôn nguyên cái vườn cây trái của hai học luôn đi? Má thấy người ta tới lấy giống cây về trồng mà con không có lấy tiền, má tưởng làm cho tập thể. Má à, con mới làm thí điểm thôi chứ đu đủ nhà mình á, vừa thơm vừa ngọt mà trái lại bự, mai mốt bán giống là tốt lắm đó. Em nghĩ á, đàn heo giống ở nhà mà lai heo rừng của anh á, mà đem ra bán á, lời lắm đó anh hai. Đúng rồi, nhưng mà chưa bán giống F1 được đâu. Chờ 2-3 lứa nữa coi nó thái quá ra sao rồi hãy tính. Nè, vậy chứ còn cái ao cá con tính sao chứ? Má thấy nuôi dày đặc quá sợ không tốt. Má à, con đã tính kỹ rồi, con mới nuôi chứ má. Cái ao cá nhà mình á, mà đem ra bán đúng thời vụ á, phải 5 tạ đó má. Nhiều dữ vậy ha? Dạ. Anh hai, hôm qua nhận được thư của 75 Tiêu, nghe nói anh Ba Thương anh yếu lắm đó anh. Hay là vợ chồng mình tranh thủ về thăm ảnh đi anh. Vậy sao? Thôi, chủ nhật này mình về luôn đi em. Vậy có cho má về thăm mọi người luôn thể không?
Có chứ má. Em à, thôi để mai á, anh vào trong buôn á, anh đổi một ít mật ong rừng, tiện thể mình đem về cho ba thương luôn em ha. Cả thuốc nam gì của anh nữa đó, anh cứ chuẩn bị đi. Nhất định á, chủ nhật này vợ chồng mình phải đi về đó nghe anh. Má nói vậy chứ má không có về đâu. Sao vậy má? Về hết rồi ai lo vườn cây ao cá. Má khỏi lo đi, con nhờ anh chị em ở đây lo giùm mình hết rồi. Con nói vậy chứ ai lo cũng không bằng mình đâu. Má à, má phải về. Chứ má ở đây lỡ tụi phun rô nó vô nó bắt má thì tụi cái con biết làm sao. Nói ba láp ba xàm à, phun rô nó bắt người già như má làm gì. Má, tụi con chỉ đề phòng vậy thôi, chứ tụi con tính kỹ rồi mới đi chứ má. Nè, có ai đi ra ngoài thị trấn không? Bác. À Phương nè. Dạ. Chút xíu nữa trời mát, bác cho lấy xe chở hai mẹ con lên đỉnh tháp chơi nghe. Dạ. Con không ngờ á, bác ba lại có một công trình quy mô lớn như vậy á. Đây là công trình tháp truyền hình, sẽ phát sóng cả khu vực miền Đông rộng lớn và những công trình lân cận nữa mà con. Vậy hả bác? Ừ. Bác học ở đâu mà hay vậy? Bác chỉ làm cán bộ lãnh đạo quản lý thôi con à, chứ kỹ thuật thì có những chuyên gia chứ con. Dạ. Dạ báo cáo anh. Ừ, hai mẹ con ngồi đợi anh chút xíu nha. Dạ. Dạ, anh cho em xin chữ ký. Mai Phương. Dạ. Ra ngoài cho bác ba làm việc đi con. Thôi, con thích ở đây xem bác ba làm việc à. Cái con nhỏ này, anh ký gì mà ký nhiều vậy? Thì có gì đâu em, ký giấy phép, ký giấy xét năng lượng, ký hợp đồng mua dây cáp và vật tư, ký tiếp hợp đồng làm việc gia hạn cho các chuyên gia, ký và ký thôi. Nhưng không ai giúp việc cho anh sao? Thì cũng có ba vị phó giám đốc em à. Một vị á là lo về kỹ thuật, một vị lo hậu cần, còn một vị thì lo về công tác đảng, đoàn thể, chính trị. Vậy thì bao giờ xong hả anh? Chắc là phải hơn một năm nữa mới hoàn thành được tất cả các hạng mục em à. Báo cáo chú ba, bây giờ mình đi được chưa ạ? À được. Cho mình chút xíu nghe. Dạ. Alo, bây giờ tôi nhờ công đoàn lo cho khách giùm tôi nghe. Một phòng hai giường được rồi. À, đồng chí nói với cậu Chung lái xe là đưa hai mẹ con đi một vòng tham quan, nhớ lên chân tháp nữa nghe. Ừ, cảm ơn đồng chí. Em à. Dạ. Bây giờ anh phải đi kiểm tra công trình đường thanh niên trước khi nghiệm thu. Hai mẹ con cứ ở đây ngồi chơi chút xíu, rồi có xe đưa hai mẹ con đi lên chân tháp chơi nghe. Dạ. Anh đi. Không biết hai má con mình lên đây có làm phiền bác ba không con? Có phiền gì đâu, mai mốt quá con đi học rồi, má phải lên trên này chăm sóc cho bác ba thương. Chứ con thấy bác như vậy á không có ổn đâu. Bác ba dạo này con nhìn thấy yếu hơn trước nhiều á. Em ơi. Em. Anh, đưa cho em. Anh. Em ở nhà có mệt không? Dạ không. Anh có mua mấy con cá chim đây nè, một lát nữa em vô làm bếp rồi mình ăn cơm. Ha. Dạ. À anh à, anh biết tin chị Tư Nhớ mới được hiệp thương bầu vô hội đồng nhân dân tỉnh không? À, anh mới mua qua ghé tặng chị Tư rồi. Chị sắp đi Tây Âu là làm ăn với mấy tập đoàn ở bển đó. Anh mới nghe chị thông báo, nhưng mà chị cứ tiếc hoài à, em mang bầu nên không đi được. Không biết là chị có kiếm được cái người đi phiên dịch cho chị chưa ha. Mấy tháng nay á, Sương vừa học văn thư lưu trữ, vừa tu luyện tiếng Anh thương mại trên tỉnh. Chị nói á, là kéo Sương đi để vừa làm vừa học. Dạ. Nếu gặp khó khăn gì á thì chị phiên dịch giùm luôn. À, vậy là hay quá ha. Bây giờ em bớt áy náy rồi. Sương mà đi chuyến này á, ngày về chắc chắn nó sẽ giỏi hơn em đó nha. Em á, là giỏi nhất. Anh á, là giỏi nhì. Ừ. Còn cậu Chiến á, là giỏi ba. Còn Sương là giỏi tư, được không? À, bao giờ anh Chiến về vậy ha? Sắp rồi đó em, cuối năm nay cưới đó. Ừ.
Coi vậy mà xương nó khôn lắm á. Khôn sao? Ừ thì nó để mình sanh trước, lo sắm đồ sơ sinh em bé, để sau này nó khỏi lo sắm sữa gì hết á. À vậy thì nó khôn hơn, còn em xinh hơn. Anh này, có bầu mà xinh cái nổi gì. Càng có bầu á thì càng xinh chứ sao. Đố ai có bầu mà xinh bằng em đó. Anh này. Thua anh 1-0 đó nha. Mà cổ giỏi chưa chắc gì bằng Tư nhớ. Thì tất nhiên rồi, chị Tư là số 1 mà. Chị đi chuyến này về chắc chắn không còn ai diễn cớ nói chị làm ăn tư bản, bá lấp bá xàm nữa. Quốc à, nội chúc con giữ vững truyền thống gia đình và quê hương mình nghe không? Dạ, con xin hứa sẽ xứng đáng với lời nội và lời của ba dạy con. Ừ, ba tin nữa con, cố gắng nha Quốc. Mai Phương, con nhớ giữ gìn sức khỏe nghe con. Bà ngoại thương con nhất nhà đó. Ngoại. Qua tới bển, con nhớ viết thơ về cho má với bà ngoại nha. Dạ, dạ. Con qua bên đó, giữ gìn sức khỏe, học tập tốt nha con. Dạ. Nhớ viết thư về cho má nha. Đáng như mày. Dạ. Đi đi con. Bà nội. Con. Giữ gìn sức khỏe nha con. Yên nha con. Dạ. Thôi, con xin phép. Xin phép nội, xin phép ba. Ngoài. Con đi, nha. Bye bye ngoại. Mời giám đốc dùng trà tôi mới pha. Xin phép giám đốc. Vô ngồi lại một chút được không? Dạ được chứ. À. Giám đốc có tâm sự gì phải không à? Có chút thôi. Vô có nghĩ là tôi đây cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy cô đơn. Thì làm con người mà, ai chẳng như ai, cũng có vui buồn là lẽ đương nhiên thôi mà. Tôi thấy rối bời lên vú à. Thói thường không thể buồn vui được nữa. Ở đời, thành công thì kẻ tung người hứng, khốn khó thì có một mình ráng chịu. Vú thấu hiểu được tâm sự của tôi đó. Như vậy nha, tôi thấy giám đốc nên tìm cách tháo gỡ. Mà tháo gỡ không xong á thì nên mạnh dạn giao quyền lại cho người khác. Đỡ khổ mà lại nhẹ nhàng, được tiếng tốt, không ai trách cứ cái gì nữa cả. Vậy chứ theo vú thì tôi phải giao lại cái công ty này cho ai? Việc đó giám đốc biết, chứ tôi già cả biết gì. Vú biết thì cứ nói. Tôi biết vú là người hiểu tôi.
Tôi không hiểu sai về Vũ đâu. Tôi nói thật lòng tôi đó. Nội ở trong cái công ty này nha, tôi thấy khó thiệt đó. Vũ thấy đó, cả đời tôi giàu sanh ra tử, phấn đấu hoài, đã được nâng lên rồi đặt xuống bao nhiêu lần mới được ngồi vào cái ghế này. Dù làm ăn có khó khăn thất bát, tôi đâu dễ dàng rời xa cái chỗ này mà đi được. Thôi thôi thôi, tôi thấy sao nói vậy thôi. Việc lớn á là việc của giám đốc, chỉ có giám đốc mới biết là cần phải làm gì. Tôi về. Con chào má. Ủa, vô đi con. Dạ. Trời ơi, trời mưa trời gió như vậy mà con về thăm má làm gì? Con vừa học xong lớp văn thư lưu trữ, cho nên mấy anh cho con nghỉ mấy ngày đó má. Ủa, sao má nghe thằng Bảy Lâm Tiêu với thằng Út Minh nói con sắp đi nước nào để lo làm ăn với vợ chồng tư nhớ? Con cũng nghe nói chuyện đó. Hình như sắp tới công ty của chị có tổ chức liên kết làm ăn với mấy nước ở bên Tây Âu đó má. À. Ủa, con mua cái gì mà nhiều quá vậy con? Con đâu có mua đâu, má con biểu gửi biếu tặng má đó. Trời đất, bà rẻ quá. Rồi má lấy cái gì mà biếu bà đây? Con thấy má con buôn bán ở ngoài chợ cũng được lắm mà. Vậy hả? Dạ. Bữa nào rảnh á, con chở bà về đây chơi ít bữa nghe. Dạ, để khi nào anh Chiến về rồi đi nha má. Ừ, thiệt là tội. Nhà mình á còn có sổ gạo, có tiêu chuẩn tem phiếu, chứ nhiều nhà không có cái gì hết trơn hết trọi á con. Rồi cũng qua thôi má. Anh Chiến, anh kể với con, anh lên thành phố học, mà cũng phải có lúc trốn má, đi theo mấy người lơ xe để kiếm tiền nữa. Thì má nói đó, thằng Chiến nó còn có tiêu chuẩn liệt sĩ, chứ có nhiều người đâu có cái gì đâu con. Nhiều người có con đậu đại học mà không có tiền để lo cho nó đi nữa đó. Sao vậy con? Con về với má phải vui chứ. Con xin lỗi má, tại con nghe má nói vậy con nhớ anh Chiến quá. Thì má cũng nhớ nó lắm. Má, màu nâu này nó cứ giả giả làm sao á, dùng màu đen cho nó đẹp đi. Chị đã nói là thử, để xem coi có hẹp không cái đã. Mất cái gì mà hả chê bai phản đối như vậy. Để ít bữa em tặng cho chị cái chì đen, bảo đảm hợp luôn á. Nhiều tiền ha, chồng mới xì cho đó hả? Đâu có, nên em mới nói là ít bữa nữa có là em tặng chị liền. Mà liệu sang đầu tuần không biết công ty có giải quyết lương tháng cho mình không hả chị? Tôi chưa nhìn thấy tiền, làm sao dám chắc. Chị cứ nói thiệt cho em biết đi, em còn lo việc nhà nữa, em kẹt lắm rồi đó. Vậy chứ tôi biết hỏi ai cho cô? Tôi giữ chìa khóa két chứ đâu có được quyết định số tiền ở trỏng. Ấy, lẹ lên. Chị ơi, tháng này có lương không chị? Chị ơi, chị đừng có nói là không nha chị. Má em chết mất, má em nằm viện cả tháng trời rồi. Em đi vay mượn hết các người thân, giờ em chỉ còn trông mong chờ tiền lương thôi. Khổ, tôi cũng muốn được phát tiền cho mọi người lắm chứ. Có, tôi giữ làm chi cho móc. Tiền công ty chứ phải tiền túi tôi đâu. Bây giờ em cũng không biết phải làm sao nữa. Hay là chị cho em tạm ứng một ít nha. Chị làm ơn nha chị. Thôi được, tôi sẽ kiếm cách để cho cô vay tạm. Không được, cô làm vậy là sai nguyên tắc rồi. Công ty chỉ có mấy đồng dự trữ phòng hờ khi có chuyện đột xuất. Cô đem có ứng hết thì công ty giải tán luôn à. Sao? Có việc gì nào? Diêm bằng túi rồi chị ơi. Lương không có, con đói, chồng đói, kiếm tiền đâu ra. Các cô đừng có căng thẳng quá.
Lúc này mình phải cần nương tựa vào nhau để vượt lên. Kiên nhẫn thêm một chút nữa đi. Mai Hằng, em tới lúc nào vậy? Anh mệt quá, ngủ thiếp đi hồi nào không hay. Em mới đến thôi, thấy anh ngủ say quá, em không có nỡ gọi. Ủa, mà em có sao không? Sao anh nhìn em giống ở đâu đâu vậy? Em có bệnh gì không? Không, em không có chuyện gì đâu. Anh mệt á, nên anh nhìn em thấy vậy thôi. Em vẫn khỏe. Từ nay á, em sẽ lên đây chăm sóc cho anh. Vậy ai dạy thay cho em? Em xin phép được, anh đừng có lo. Dạ, anh à, dạo này công việc làm em đau đầu quá. Em tới gặp anh nhờ anh chỉ giáo cho vài đường. Việc làm thì cứ tà tà mà làm. Dạ. Có chức có vụ, có việc làm rồi thì khác có tất cả. Dạ. Đó, chứ có gì đâu mà cậu phải lo. Dạ. Công ty em dạo này làm ăn thua lỗ dữ lắm, thua lỗ triền miên, không thấy có lối ra sáng sủa nào hết. Em cũng chán lắm, em muốn đi khỏi đó mà không biết đi đâu bây giờ. Ủa, sao cứ thấy tình hình không có ổn là tính chuyện chuyển đi chỗ khác? Dạ. Mà không cố làm cho nó ổn. Dạ. Cách gì vậy anh? Anh xem có cách nào cứu giúp em được không anh? Cậu cứ hơi tí tí là cứ nháo nhác, tôi thấy đã có vấn đề gì đâu nào. Anh không biết đó thôi. Văn Thịnh vừa nhát gan mà lại vừa gàn nữa. Làm phó cho người như ổng em khổ lắm. Văn Thịnh có kém á, cũng không dễ nhổ đi đâu. Dạ. Anh có cao kiến gì không ạ? Hắn nhát và kém thì dạ, mới có cơ hội cho chú chứ. Dạ. Cơ hội gì được anh ơi, em thấy bế tắc lắm mà. Chú ngu bỏ mẹ. Dạ. Đừng có vội tính đi đâu hết. Dạ. Cứ ở đó. Dạ. Nè, coi giúp được gì cho hắn thì giúp đi. Dạ. Rồi củng cố cái ekip, rồi lên thay thế có đàng hoàng hơn không? Dạ. Dạ. Anh có cách anh có cách gì giúp em? Em mang ơn anh nhiều lắm. Tôi thì lúc nào cũng có cách hết đó. Dạ. Nay mai mà làm ăn được á. Dạ. Thì nhớ. Dạ. Trả công cho tôi nghe, hậu hỷ đó. Dạ. Dạ. Đa tạ anh. Em không bao giờ quên ơn anh đâu. Dạ. Chú em biết điều vậy là tốt đó. Dạ. Giờ nghe đây nè. Dạ. Dạ 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 dạ. Ban thường vụ mới đã có cuộc họp đầu tiên rà soát lại tình hình chung, trong đó có các công ty, và đề ra nhiệm vụ phải thay đổi toàn diện trên cơ sở thay đổi cơ cấu, sóc lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo, tháo gỡ khó khăn, quy trình sản xuất đều phải lấy xuất phát điểm từ con người. Vấn đề đoàn kết nội bộ, phấn đấu sự công bằng dân chủ thiết thực ở cơ sở, không thể nói chung chung được mà phải phát huy trên tinh thần nói thẳng,
của anh chị em. Chúng tôi rất lấy làm mừng vì cậu đã phát huy được vấn đề đó. Tỉnh ủy, ủy ban cũng đã có kế hoạch cụ thể về vấn đề nhân sự và củng cố cơ sở sản xuất cho các cơ sở, nhà máy, xí nghiệp, cả năm thành phần kinh tế. Có chương trình hỗ trợ từ trên cho từng địa chỉ cụ thể. Cảm ơn anh. Nè, nhậu ít thôi nha ông. Biết rồi. Dạ thưa ba. Con. Má. Hôm qua con tới thăm má anh Chiến đó má. Con được má ảnh đón tiếp tự nhiên vui vẻ lắm. Chứ không có còn gượng gạo như hồi mới quen nhau nữa đâu. Con gái á thì phải biết ý tứ nghe chưa con? Ý tứ là sao hả má? Là tới nhà của người ta thì con phải biết giữ gìn, không được ăn nói ồn ào mà xòm xọc vào nhà người ta, hiểu không? Má này, con gái của má lớn rồi chứ bộ. À nè, bà có mời cơm mời nước gì con không vậy? Má coi thường con của má quá à. Má của anh Chiến thiệt thà chất phác mà hiền khô à má ơi. Má cũng vẫn chưa hình dung được là con đến nhà người ta một cách tự nhiên như vậy. Má của anh Chiến đã thương con rồi chứ bộ. Nhưng mà thằng Hai Chiến nó có ở nhà đâu. Thì không có ở nhà, con tới thăm mới là quý chứ má. Nè, nhưng mà bà có căn dặn hay là hỏi han gì gia đình của mình không vậy con? Dạ cũng có, nhưng mà cũng tế nhị lắm má. Vậy con nói sao với bà vậy? Con nói má bán hàng ở ngoài chợ vui lắm. Vậy còn ba con? Bà còn hỏi ba con làm nghề gì nữa không? Má này, má ảnh không hỏi lo thôi đâu. Má ảnh còn nhờ con mời má, khi nào có thời gian thì tới chơi nữa kìa. Mời má hả? Thôi đi con. Con xạo với má. Thiệt mà má. Con nói là chờ anh Chiến về, con sẽ đưa má qua thăm. Thu Sương nè, con đã học xong rồi, thì bây giờ công việc làm con tính sao vậy? Dạ, con cũng đang tính thưa với ba má chuyện này. Con mới nhận được lời mời đi công tác mấy nước Tây Âu của chị Tư Nhớ đó. Con nói làm sao? Người ta mời con đi nước ngoài hả? Dạ, người ta mời con đi làm phiên dịch cho chị. Chuyện đó con làm được mà má. Trời, thiệt, má không có tin đâu con. Chuyện mà má nghe cứ như là trong mơ vậy đó. Ông sao vậy? Ông ba sao vậy? Ba uống rượu quá chừng mà. Ba, có chuyện gì làm ba không vui hả? Ông đâu? Ba mừng quá. Ba khóc cho nó đã, con gái ơi. Cái ông này.